Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Rất vui vì gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Tôi đã quay trở lại ở đây anh em ơi. Tôi quay trở lại với cái tâm thế là một cái người đang mắc lợ anh em. Đấy, và xin phép là cho tôi được trả lợ dần nha anh em nhá. Trước tiên tôi xin lỗi anh em Trần Mạnh và anh em Bùi Quân Thạch đã chưa thể nào mà có thể ra được cái clip chúc mừng sinh nhật anh em. Thì tôi hứa với anh em là sẽ ra ngay clip đấy trong ngày mai và ngày kia nha anh em nhá. Ngày mai sẽ là clip làm tặng anh em Trần Mạnh, và ngày kia sẽ là clip làm tặng anh em Bùi Quân Thạch. Hai clip chúc mừng sinh nhật, rất là xin lỗi anh em là không thể nào mà có thể ra được đúng ngày sinh nhật. Đúng cái ngày sinh nhật của anh em Trần Mạnh là cái ngày 19 tháng 9. Thì đúng cái buổi tối hôm đấy, khi mà tôi làm việc về buổi tối thì con tôi lại bị sốt. Thế là tôi phải đưa con đi bệnh viện, và nó sốt 41 độ anh em ạ. Nó sốt rất cao khiến cho cả nhà rất là lo lắng. Đấy, và đến ngày hôm nay thì cháu nó đỡ, tôi mới bắt đầu tôi quay trở lại công việc làm clip được. Bởi vì ngoài công việc làm clip ra, tôi cũng còn rất nhiều những cái công việc khác tôi cần phải xử lý. Đấy, và tôi cũng phải sắp xếp để cho nó ổn thỏa cái công việc cũng như là gia đình. Vợ tôi thì anh em cũng biết là hiện tại là tháng thứ 8 rồi. Đấy, tháng thứ gần là sắp đến cái ngày sinh rồi. Tháng sau thôi là vợ tôi cũng sinh. Nên là có rất nhiều cái công việc mà đứng là vị trí là một cái người chồng, người cha, là phải gánh vác cái công việc của gia đình anh em nhá, nên anh em thông cảm với tôi. Con tôi thì nó cũng 3 tuổi rồi, tôi cũng đã gửi nó đi nhà trẻ. Không biết con anh em thế nào, nhưng mà con tôi từ cái hồi mà tôi cho nó đi học đến bây giờ thì cứ một tuần đi học lại một tuần nghỉ. Nó bị ốm anh em ạ. Và tôi nghĩ là do là cái môi trường ở trên lớp ấy, nó lây nhau. Các bạn là lây từ các bạn bị ốm lây sang con tôi, và ngược lại là con tôi cũng lây sang cho các bạn. Chính vì thế là nó cứ đi học được khoảng một tuần là nó lại nghỉ một tuần. Sốt ruột lắm anh em ạ. Cứ mỗi lần nó ốm là bố lại coi như là bỏ bê hết công việc, chả làm được cái gì, ngồi trông con. Đấy mà mỗi lần nó sốt rất cao. Sốt là có lần thì là đợt trước là bị Covid. Covid cũng là lây từ các bạn ở trên lớp. Đấy, lây về, lây cho cả nhà. Xong rồi thì cái đợt này lại có một cái dịch cúm mới đấy, thế là cũng lây. Đấy, thế là thôi coi như là bố cũng mất công mất việc để trông con. Mẹ thì bầu to vượt mặt rồi, không trông được. Đấy, bụng to lắm rồi. Làm việc nhà bây giờ là rất khó khăn. Đấy, mẹ không làm được nữa thì bây giờ bố phải làm thôi. Chứ còn bố không làm nữa thì còn ai làm đâu. Mỗi lần như thế là công việc bị ngưng trệ, trì trệ hết cả anh em ạ. Tôi thì ngoài lợ cái công việc sản xuất video để phục vụ các anh em ở trên kênh Game Today ra, thì tôi còn lợ rất nhiều những người khác nữa. Bây giờ đang lợ thiết kế, rất nhiều chủ đầu tư đang đòi hẹn 15 ngày mà 15 ngày vẫn chưa thấy thiết kế đâu. Chính vì thế là tôi phải sắp xếp công việc một cách hợp lý nhất. Làm nào có thể cân bằng được, vừa có thể sản xuất video phục vụ anh em mà cũng vừa có thể là trả lợ thiết kế ở nhà đầu tư nha anh em nhá. Đấy, nó phải sắp xếp rất là cân bằng và hợp lý mới được, để không làm mất lòng ai cả. Đấy, và tôi thì tôi cũng chỉ có như là một đầu hai tay thôi. Tôi không thể làm một lúc 3-4 việc được. Anh em thông cảm thôi nhá. Rồi, sau màn khóc lóc ỉ ôi đầu clip thì tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Đình Hiếu và bạn Dương Hương đã donate ủng hộ cho kênh. Cùng với đó tôi xin được cảm ơn bạn Nghi Mây và bạn Phạm Lê Hoàng Phong đã đăng ký gói hội viên mới trên kênh. Ngoài ra tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Lê Anh Tuấn, anh em Hải Sơn Bùi, anh em UOS Lui, anh em Ôn Minh, anh em Phúc Nguyễn, anh em Nguyễn Tân Phát, anh em Quang Trần, anh em Hưng Nguyễn, anh em Văn La, anh em Quang Minh Trần và anh em Lại Hoàng đã tiếp tục gia hạn gói hội viên ở trên kênh. Cảm ơn tất cả các anh em rất nhiều. Và ngày hôm nay trong clip này, tại sao tôi nói là tôi lại chưa có làm video chúc mừng sinh nhật anh em Trần Mạnh và chúc mừng sinh nhật anh em Bùi Quân Thạch, là bởi vì ngày hôm nay ở trong cái clip này tôi sẽ dành riêng ra cái clip này để trả lợ các anh em ở trên kênh, trả lợ toàn thể các anh em viewer ở trên kênh. Trong cái buổi hôm trước anh em cũng nhớ là tôi có làm content là cái bộ 6 Clay kết hợp với 6 Goblin để xem cái độ trâu chó nó trâu đến cái mức độ như nào. Nhưng mà nó rất thụt hẫng khi mà vừa mới form đủ bộ bài thì trận đấu nó đã kết thúc. Bởi vì đối thủ quá yếu, đối thủ ra đi quá nhanh, khiến cho tôi chưa kịp form bài thì đã kết thúc mất trận đấu rồi. Đấy, thì chúng ta chỉ được coi như là trải nghiệm đúng một round duy nhất cái sức mạnh của cái bộ đó. Thì hôm nay tôi xin phép được làm lại cái bộ đó để cho anh em trải nghiệm nó nhiều hơn.
Ui rồi, nhân vật chính rồi. Amazon Clyde đã ra. Nhưng mà chưa có 4 Clyde. Rồi, không sao hết. Thế nhá anh em nhá, riêng cái clip ngày hôm nay tôi sẽ làm cho anh em thỏa mãn được cái tính tò mò của anh em. Đấy, chứ còn buổi trước thì rất nhiều anh em kêu là không thỏa mãn. Ok, không thỏa mãn thì được rồi. Cái clip này tôi sẽ làm cho anh em thỏa mãn nhá. Ok. Rồi. Hiện tại chúng ta đang có tới 4 con human. Thiếu 2 con nữa thôi. 2 con nữa thì là con già và con sói là được rồi. Ok rồi. Dragon Clyde thì lại ngon quá. Nếu mà ra Dragon Clyde sớm. Đấy, nếu không thì già sói là được. Nếu mà khó quá thì có thể là Kunka hoặc là sói thì cũng ok, không cần già luôn. Là chúng ta đủ bộ rồi. Ra ngoài thắng có khi là tôi bán cờ đi cho đủ tròn tiền. Thắng rồi. Ok. Hiện tại là chúng ta cũng đã có được những cái chiến thắng đầu tiên để kiếm thêm quyển sách. Đây rồi, Avenzo Clyde. Con này có khả năng là lên 2 sao sớm này. Đấy, cái tầm này nếu mà tí nữa mà không ra có thể tôi roll mấy cái nhá anh em nhá. Roll mấy cái đưa nó lên 2 sao. Ok. Bây giờ tôi cần có thêm một con Clyde nữa thì cái đội hình này nó mới mạnh ở cái sau cái round 10 được. Round 11 là nó phải có 4 Clyde nó mới chơi được. Ui. Sợ thế. Ra cả cáo lẫn gấu assassin rồi này. Càng đấy. Thằng này nguy hiểm này. Ra con gấu với con cáo sớm này nguy hiểm lắm. Ê đừng. Hay quá. Có 20 đam. Tôi cứ tưởng là cái quả chọc vừa rồi. Ui. Ra này hay quá nhở. Thiếu một con thôi. Thiếu một con human thôi. 5 con rồi. 3 mét vào anh em ơi. Cứ tưởng quả vừa rồi là mất đi 10 đam anh em ạ. Quả vừa rồi tôi lấy được 20 đam. 20 đam ổn đấy. Đấy nhưng mà thôi không tham nữa anh em nhé. Bây giờ cho 3 mét là mạnh hơn. Cho 3 mét vào. Đấy, hàng ở trên là có Clyde thì thôi cứ mỗi ván thắng được 10 đam thôi là ok rồi. Nhưng mà phải đảm bảo là nó chiến thắng. Đấy nên là cho 3 mét vào đảm bảo chiến thắng đã anh em ạ. Cứ từ từ bình tĩnh. Ui rồi ơi. Gặp ngay thằng Eco. Eco. Cái cô trắng quả vừa rồi ăn đam thì cũng ngon. Nhưng mà thôi, chơi cẩn thận. Không liều, không liều. Nhất định là không chơi liều. Rồi, đến ra 10 thì chúng ta lại cho bài vào thôi. Kiếm thêm 10 đam nữa. Rồi. Lốt round này thôi. Round sau là tôi sẽ xả hết tiền anh em nhé. Xả hết tiền luôn. Round sau kiếm một là 6 human, 2 là gì? 2 là đưa lên 2 sao hoặc là 4 Clyde. Đấy, 6 Clyde cũng được, ok luôn. Nhưng mà nó chắc chắn là round sau là sẽ phải xả hết tiền. Rồi. Round này thì tạm thời như này đã. Đội hình này tạm thời ăn quái thôi. Chứ còn vào round sau thì như này thì không thắng để lấy sách ở đâu. Đấy mà hình như là chúng ta chưa gặp cái thằng top 1 đang có chuỗi cộng 6. Nếu mà tôi tính không nhầm. Rồi để tôi tính lại xem nào. Gặp chưa? Chưa gặp nhá. Chính xác. Vậy là cái round tiếp theo chúng ta sẽ gặp cái thằng có chuỗi cộng 6. Chính vì thế chúng ta buộc là chúng ta phải coi như là cắt chuỗi thôi. Xả tiền cắt chuỗi anh em ạ. Hết tiền luôn. Đấy. Mặc dù là tôi còn đang có 18 tiền thôi. Nó thì có 30 tiền đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là vẫn phải xả tiền. Dù cơ hội có mong manh ở đâu. Tôi chơi nha. Nếu mà tôi mà xác định tôi chơi human là tôi máu chó lắm anh em ạ. Anh em xem cái trận trước rồi đấy. Mặc dù là đội hình yếu vãi cứt luôn. Nhưng mà tôi vẫn dì cấp bằng được cái thôi. Đấy. Nên là tôi chơi đã xác định chơi human là dí cấp và xả hết tiền. Không nói nhiều. Rồi. Một con nữa. Đây rồi. Lên. 2 sao. Ui. Lên được không. Hết mẹ tiền rồi chưa lên được 2 sao này. Chết rồi. Như này thì không ổn. Còn 3 tiền có lên run cái lửa không nhở. 3 tiền run cái lửa thì 1 tiền không mua được cái gì cả anh em ạ. Không được. Cày thế nhở. 2 cặp mà không lên là 2 sao anh em ạ. Đồ không chốt được cái đồ gì. Thôi lấy tạm cái trượng phép vậy. Trượng ma pháp mà đưa cho già tăng đam thôi. Không biết là có ăn nổi không. Thằng này nó mạnh lắm anh em ạ. Nó có 2 con mèo rồi. Đấy ui dồi. 3 mèo kẹp với cả 3 gấu đá.
Tôi chỉ có 4 cửa line thôi. Hy vọng cái Celesi 3m nó sẽ phát huy được hiệu quả. Ăn nổi không? Ăn nổi không? Xin nhá. May. Tôi cũng không biết một cách thần kỳ nào đấy tôi có thể chiến thắng được. Thôi được rồi. Tôi roll tiếp anh em ơi. Đội hình này không chơi được. Tiếp tục thôi. Ui, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ok, ok, ok. Cái lửa không nhỉ? Cái lửa không nhỉ? Như này cảm giác vẫn chưa ổn. Thôi cái lửa đi, cái lửa đi. Ui rồi ơi anh em ơi. Được rồi anh em ơi. Đây nhá, bây giờ mới bắt đầu ổn áp này. Liều ăn nhiều anh em ơi. Đã bảo rồi, một khi mà đã máu chó nổi lên nhá thì có hết tiền tôi cũng chơi. Rồi ok, đấy anh em thấy không? Lại có một thằng lửa có chuối. Đây nó lại là một cái cơ hội lửa của tôi. Đã xả hết tiền luôn. Các cậu cứ giữ chuối đi, cứ up 7 đi, tôi cũng up 7 mà. Mà tôi không những up 7, tôi còn xả hết tiền. Cắt chuối, tôi xả thêm phát lửa thật mạnh luôn. Để cái đội hình này nó mạnh hẳn luôn anh em ạ. Rồi, nhưng mà không sao, Avenzo Clyde lên được 2 sao, quá ok rồi. Hai con quan trọng nhất của bộ Clyde là con Avenzo và con Agali đã lên được 2 sao. Còn lại thì nói chung là vô tư đi anh em ạ. Bây giờ nó vẫn có một cái nữa là tôi vẫn chưa ra được cái con sói. Đấy, roll từ nãy giờ không ra được sói. Hơi đen. Có chuỗi cộng 5, ok. Rồi. Bây giờ mà ra đủ 6 human nữa thì tuyệt vời luôn này. Nói chung là nếu mà không ra ấy, thì tôi vẫn sẽ roll để tôi ra thôi nhá anh em nhá. Tôi sẽ roll để tôi ra con human sớm thôi. Đấy, còn con human tiếp theo chắc chắn nó sẽ là ra 15. Còn bây giờ bỏ 6 human vào thì nó sẽ không mạnh đâu anh em ạ. Bỏ 6 human vào nó chỉ mạnh khi mà nó ra được con Dragon Clyde thì nó sẽ mạnh. Nhưng mà nếu mà nó không ra Dragon Clyde thì là sẽ phải bỏ một slot. Sẽ phải bỏ một slot Clyde ra thì nó sẽ không mạnh nha anh em nhá. Chính vì thế là chúng ta không có việc gì chúng ta phải roll ở cái thời điểm này cả. Đấy, chúng ta đợi một chút đi. Ok, lại gặp cái thằng có chuối này, súng 2 Doom à, Blink luôn. Doom trúng cái con Agali, được không sao. Vẫn có già, vẫn có già tung trưởng ngu thế nhờ. Bắn được có hai con. Nhưng mà có vẻ như ta mạnh rồi. Ồ. Hay quá, cắt hai cái chuỗi anh em ơi. Tuyệt vời. Ui rồi ôi. Được quá nhờ. Rồi. Đấy. Đấy. Bây giờ ra sói thì đẩy 8 luôn, nhưng mà chưa ra sói, roll ra sói thì có đẩy 8 không? Có lên roll không nhỉ? Tôi nghĩ là thôi. Chỉ roll được hai cái thôi anh em ạ, mà cái cơ hội xác suất mà roll hai cái mà ra con sói thì nó khó lắm. Roll 3 cái là không đủ tiền up 8 là nguy cơ mất chuỗi rất cao nếu mà cho 6 human vào ở cái round này. Round này chưa cho 6 human vào được nếu mà không có con rồng. 4 Clyde nó là một cái gì đấy nó rất quan trọng trong cái thời điểm hiện tại anh em ạ. Cái form bài ở cái giai đoạn này nó sẽ là 6 Clyde hoặc 4 Clyde. Chúng ta 4 Clyde và 3m ở phía sau thì cứ ok rồi. Đấy, thôi. Gặp lại thằng này, ui bây giờ nó mạnh hơn rồi. Nó bây giờ là có thêm hai con 2 sao nữa. Ok, một cặp. Vẫn ăn cơ. Ờ bạn ơi, tớ mạnh chưa? Kẹp gấu đá uy tín đấy. Nhưng mà không sao hết. Đấy. Một quyết định rất sáng suốt đến được vị trí của tấn cơm. Cái round vừa rồi mà roll ra con sói vớ vẩn tham cho vào là ăn cứt. Thôi được rồi, bây giờ roll thôi. Rồi rồi, ra quái anh em thoải mái nhá, ra quái. Ui ừ, đây rồi, một phát ra luôn. Được quá nhỉ. Ra quái thì nói chung là hai Clyde là được rồi. Đấy, kích hệ 2 Clyde thôi, được rồi. Còn round sau là chúng ta up 8 là chúng ta có luôn là 4 Clyde kết hợp với cả 6 human rồi. Là ổn ở cái round 16. Đó. Rất sáng suốt. Nói chung là kinh nghiệm chơi bộ này là cứ phải xả tiền mạnh anh em ạ. Xả tiền mạnh nhưng mà lại phải xả đúng lúc cơ. Đấy, xả phải xả đúng giai đoạn thì nó mới chuẩn được. Chứ còn xả mà xả trượt một cái là thôi, hay là xả không đúng tham. Đấy, cái bộ này nó cũng phải có một cái nữa, đấy là kiểm soát lòng tham. Nói chuyện cứ như là mấy ông chơi coi nha. Nhưng mà đúng là như thế đấy anh em ạ. Chơi cái bộ human này phải kiểm soát lòng tham. Lúc nào thì chúng ta cần phải có sách, và lúc nào chúng ta cần phải giữ chuỗi. Đấy, kiểm soát lòng tham. Kiểm soát lòng tham tốt thì ok. Đấy, còn nếu mà anh em tham quá, anh em lại muốn là có 6 human sớm thì anh em mất chuỗi thì nó lại bị thâm. Đấy, tham và thành thâm luôn. Rồi, thế bây giờ lại ok rồi. Đấy. Đấy, từ từ thôi. Bây giờ từ từ lên 9. Lên 9 kiếm lốt con Dragon Clyde vào để chơi 6 Clyde. Từ bây giờ round 20 thì chưa cần 6 Clyde vẫn được, vẫn ổn. Rồi, ok. Đây nó sẽ làm con chiến thần đấy. Cái con Avenzo Clyde trong trận đấu này.
nó sẽ là một con chiến thần. Không biết là có thể hiện được gì nhiều không nếu mà địch mà không có thằng nào xanh. Và trận này tôi thấy là có một cái thằng Goblin khá xanh. Goblin xanh như thế kia là khả năng là sẽ gặp ở chung kết Goblin đấy. Đấy, Goblin giờ kẹp được là hai mèo và kẹp được hai con hai sao vào và hai con gấu đá vào rồi là rất là mạnh rồi. Ba con gấu đá giai đoạn đầu là mạnh lắm đấy nhá. Ok. Ok bạn ơi, xin 4 quyển sách. Rồi, hay quá, gặp thằng Eco. Cứ gặp nhiều thằng Eco vào. Tôi chỉ thích gặp mấy thằng Eco thôi. Rồi, đưa lên chỉ luôn anh em ạ. Đưa lên chỉ luôn đi. Round 16 lên 9 thì thằng nào nó bật được. Từ từ, để lại 10 tiền để lấy lợi tức. Cắn sách. Ơi, dậy, tính toán rất cẩn thận. À không, cho con này, Fortuner theo lơ ngon hơn này. Fortuner theo lơ này có Glacier. Glacier là nó có tác dụng lên tất cả mọi cái đối tượng, mọi quân cờ. Chính vì thế nó cũng có tác động lên những cái con như là con già này. Con già này nó đánh nhanh hơn thì đồng nghĩa việc là nó tăng mana nhanh hơn, bắn trưởng nhanh hơn. Đấy, cho Glacier vào. Ok. Rồi. Ui thằng này cũng mạnh đấy. Xả hết tiền rồi anh em ơi. Nhưng mà chơi gót à? Gót gì ấy nhở? Từ đã, God Dark Spirit. À, ui rồi, con Dark Spirit nó hình dáng này lạ quá. Tôi lần đầu tiên tôi nhìn thấy con này. Nhưng mà bạn ơi, như này chưa đủ. Đắt 1 thì làm gì có cái cửa ăn. Ok. Đây rồi, thay con thuyền trưởng vào. Đấy. Đam thuyền trưởng là đam phép. Cái thuyền nó thả ra là đam phép. Đấy, mà nó được cái bộ 3 mét ở đây thì đương nhiên rồi, cho thuyền trưởng mà nó là tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ tôi vẫn cần con rồng để kích hệ 6 Clay anh em ạ. Chưa có 6 Clay. Con Amezo bây giờ nó đang đóng vai trò gánh team rất là nhiều. Anh em có thể thấy là Amezo bây giờ đã gần 200 đam rồi, rất ok. Con này chắc là sẽ là nhân vật chính ở trong trận đấu này thôi. Giống như trận trước anh em ạ. Dù sao rồi cũng nuôi nó từ đầu. Và nó có một cái lượng đam to cũng như là một cái lượng giáp trâu để xem cái sức mạnh con này vào late game nó sẽ như nào. Ok, thiếu mỗi con rồng một kích hệ. Cần con rồng nữa, kích hệ 6 cơ này là ổn luôn. Ui dồi ôi, đẹp rồi. Rồng ơi mày ra đi. Lula 2 sao, Lightblade là 2 sao cho vào thì cũng có đam. Thằng God sắp đi rồi kìa. Thằng God chơi Eco chơi God đỏ xong rồi Eco luôn đến chết luôn. Ảo thật sự. Roll cái gì cái con Dart, trời ơi meta mới anh em ơi. Mấy thằng này không cập nhật meta đi à? Cái con Dart Spirit là một con 5 đô, một con truyền thuyết 5 đô mà lên nhớ là ấy. Trong cái meta mới may mắn lắm thì cái con 5 đô là mới lên 2 sao. Đấy. Làm sao mà ra được ba con 5 đô đây? Khó lắm. Roll ở level 10 còn không ra nữa cơ mà. Nói gì đến cái level 8 để mà đòi ra một cái con 5 đô 2 sao ạ. Để mà gánh team ạ. Đừng bao giờ chơi co là con 5 đô, nói cho nhanh. Không bạn ơi, quyết tâm giữ chuối. Ồ, hay quá. Không chơi được nhá anh em nhá, không chơi được. Anh em nói chung ấy, nếu mà anh em là fan Game Today thì anh em hãy nghe lời khuyên chân thành của tôi. Đấy chính là đừng bao giờ chơi cái con co 5 đô. Đã chơi God rồi thì chỉ chơi những cái con ví dụ như là con người nước, một sự lựa chọn rất là hay luôn. 2 đô đưa lên 3 sao Hyperon rất ổn áp. Chứ còn đừng có bao giờ mong là bây giờ chơi Eco xong rồi chơi Kalong. Anh em bỏ cái suy nghĩ là anh em có thể chơi God và Eco mà anh em có thể là comeback bằng cái việc là ra cái con Kalong 2 sao. Để comeback đi. Khó lắm anh em ơi. Anh em chơi Kalong được. Nhưng mà trong trường hợp gì? Trong trường hợp như nào? Nếu anh em muốn chơi con là Kalong mà anh em chơi trong bộ God đỏ ấy thì anh em phải chơi chữ thắng. Đấy là cái điều bắt buộc. Không thể nào mà có thể là Eco máu nó tụt xuống nó chỉ còn có mười mấy máu mà anh em đòi là co 5 đô 2 sao để anh em comeback. Cái trường hợp đấy ở trong cái meta này nó là một cái trường hợp mà chắc là 1 phần 1 triệu. Không bao giờ anh em ạ.
chơi thế thì chắc chắn là một slot là coi như là đóng hòm top 8. Một slot top 8 luôn. Nhá. Đừng bao giờ chọn co 5 đô để chơi eco. Đấy, một cái lời khuyên đến từ vị trí của Tuấn Cơ dành cho tất cả các anh em viewer ở trên kênh. Xác định luôn nhá là chơi eco ấy, anh em chỉ dựa vào những cái con 2 đô thôi, comeback sớm. Đấy, có tiền eco để có tiền để mà roll thôi. Xong rồi đến lúc máu ấy, nó có tầm 50 máu là phải là comeback rồi. Mà comeback là phải comeback bằng những cái con 2 đô. Đấy, chứ đừng có bao giờ phụ thuộc vào mấy cái con 5 đô. 5 đô thì không ra được đâu, meta này khó lắm. Ok 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 ok, gặp Clyde cắt chuỗi luôn. Ấy, mạnh rồi, tôi giờ tôi đang ở level 10 anh em ơi. Vẫn chưa thấy Dragon Clyde đâu. Ui, đây rồi. Vừa nhắc đến thì ra luôn. Thế là có 6 Clyde. Cái ván trước ấy, tôi gặp thằng 6 Clyde mà tôi vẫn ăn được. Anh em biết là nó khỏe như nào. Thực ra là có 3 mét vào nó khỏe hơn nhiều. 3 mét này thì có cái con vị trí là tại sao anh em biết không? Là nó mạnh không? Bởi vì là có kết hợp giữa cái trưởng của cái con Akali ấy với cái việc là tăng mana nhanh ấy thì nó sẽ tung được trưởng nhanh. Đấy, ví dụ như con Akali của địch là mới chỉ tung được một lần thôi thì cái con Akali của tôi nó đã tung trưởng được 2 lần rồi. Đấy, mà cái trưởng của nó là xuyên giáp, chính vì thế mà Clyde nó bị thua đấy. Ngoài ra thì mấy cái trưởng của như kiểu của con Evil Clyde nó cũng là được tăng thêm sức mạnh đến được vị trí của 3m. Đấy, nó khỏe lắm. Bây giờ thì rõ ràng là nó quá khỏe rồi anh em ạ. Cái tầm này gặp mết miết các thứ thì làm gì có đánh được vào tôi đâu. Anh em nhìn cái phần bảng đam ấy kìa, em thấy không? Cái phần bảng đam ở phía bên tay phải ấy, anh em thấy là con Evil Clyde nó là cái con đam to nhất ấy. Đấy là anh em biết, nó không phải là cái con Avenger đâu, mà nó đam to nhất nó đang là cái con Evil đấy. Bởi vì làm sao? Bởi vì là cái skill của con Evil Clyde nó được hưởng hiệu ứng của 3m. Đấy, cộng đam 35% đam gọi là ma pháp. Chính vì thế là cái con này nó tung trưởng nó rất to. Mà anh em biết là sau update ấy, là có update là cái skill của cái con này này là nó được cộng đam. Đấy, bây giờ đam to lắm. Kết hợp với 3m nữa. Đấy, con này nó đánh ở trong cái bộ 3m kết hợp với 6 Clyde thì nó là cái con nó gọi là co chính đấy. Cũng là một trong cái con co to đấy. Cần phải có lên 2 sao sớm. Đấy. Ok ok, ủa hay quá nhờ anh em nhờ. Thằng assassin này có vẻ hơi đen nhờ. Chơi 9 assassin nhưng mà hình như không ra được cái con grim thì phải. Không thấy ra grim chóc thì phải. Ủa đây rồi, ủa rồi anh em ơi. Đây rồi, nhân vật chính rồi. Hay quá nhờ. Con này thì nó sẽ vào nó thay con. Bây giờ hiện tại chắc là thay con Light Blade thôi nhờ. Lấy đủ 6 Clyde thôi, bây giờ đang thừa một Clyde. Chúng ta đang có 7 con. Nhưng mà thôi cứ chơi tạm 7 con đã. Tôi sẽ cho cái con này vào thay cho con Velomancer đi. Cho Velomancer ra đã, tạm thời thì Velomancer này nó cũng chưa được kích hệ. Ok, ghép cái hai tia luôn. Rồi. Đam phụ nó sẽ là con Kalong. Đam chính nó sẽ là con Akali, Avenger Clyde. Avenger Clyde giờ đang đam chính rồi. Bây giờ lượng đam rất to rồi, tí nữa cho cầm Kira nữa. Tôi cầm Kira ở round 25 sẽ có món đồ Kira và chúng ta sẽ cho cái con này cầm món đồ Kira. Tôi nghĩ là đam con này nó phải rơi vào tầm khoảng 1.500 đến 2.000 đam trong cái trận đấu này. Ok. Ui, cho nhiều trượng phép thế. Trận này cho nhiều trượng phép quá anh em ạ. Mà nói chung là chúng ta cũng dùng luôn. Đấy, cho con già là được rồi. Ok. Hiện tại là bây giờ là đã có là 4 goblin rồi anh em nhá. Đấy, chúng ta lên được 12 thì nó sẽ là 6 goblin kết hợp với cả 6 Clyde. Đấy đó. Rồi, sắp lên được 12 rồi anh em ơi. Trận này đúng là một cái thế trận một chiều rồi anh em ạ. Slow ball quá. Cái giai đoạn đầu tôi xả tiền gấp xong rồi bây giờ tôi slow ball đến tận bây giờ luôn. Không thằng nào nó bật luôn anh em ạ. Bây giờ tôi, một khi mà tôi đã đủ bộ sức mạnh của đội hình thì nó quá mạnh rồi. Đây rồi. Có một cái món đồ Kira. Hay quá nhở. Rồi nhưng mà chưa lên được 12. Thôi tạm thời bỏ Glacier ra anh em nhá. Cái con Glacier nó là một cái con
nó gọi là con bắn xa, nên là nó sẽ không, nếu mà cho con này vào nó không được hiểu hưởng cái hiệu ứng của cái bộ Kira. Rồi, và chúng ta không cần cái con đấy. Late game mà chúng ta chuyển sang dần sang là 6 goblin thôi anh em nhá. Đây rồi, ui hai con goblin nữa này. Chơi hàng Ryu luôn nhỉ? Có cần kích hoạt wizard không? Hay chúng ta chơi hàng Ryu luôn. Gặp thằng goblin có đủ bộ này. 6 goblin, 6 mech nhưng mà vẫn chưa có con máy bay. Vẫn phải đang kích hoạt bằng thằng này yếu, thằng này yếu, thằng này đi rồi. Thằng này chắc chắn đi rồi. 20 máu đi luôn ra này rồi. Có cái thằng thiên sát cố tinh kia cơ, thằng đấy thì đủ bộ, thì khỏe. Ui dồi ôi, rơi cả đồ cam thằng này, hay quá. Hay quá, có cái chiến thánh rồi anh em ơi, ngon quá nhờ. Rồi, lên được 12 luôn. Ok. Rồi thôi, bây giờ cho thay dần vào thôi, goblin vào này. Thiếu một con. Kiếm một con goblin nữa, kiếm một con goblin nữa. Ừ đây rồi, đây rồi, đây đủ bộ anh em ơi. Rồi ok, bây giờ vứt mấy cái con human đi thôi. Mết thì giải tán thôi. Rồi. 6 cờ lai, 6 goblin anh em nhá. Thiếu cái gì? Thiếu một cái. Dash Spirit đây rồi. Ok, có thêm bộ Warlock nữa. Ok. Rồi, thế là vừa đủ bộ rồi. Xong anh em ơi. Tôi đang có chuỗi cộng 16, chưa có dấu hiệu dừng lại. Trận này slow bồn quá anh em ạ. Đấy thằng này cũng cờ lai này, nhưng mà cái tuổi gì mà ăn được cái bộ 6 goblin 6 cờ lai của tôi, nó trâu lắm rồi anh em ạ. Anh em hãy nhìn cái con Avenger cờ lai của tôi đi, nó gần như là nó không mất máu luôn. Nó gần như là nó bất tử luôn anh em ạ. Sợ thật sự luôn. Quá kinh khủng. Kẹp thêm 2 Warlock vào nữa. Tôi sẽ kiếm mấy con Doctor vào anh em nhá. Doctor vào thay cho con Dark Spirit. Vừa có Glacier lại vừa có Warlock, khỏe hơn. Xin con Doctor nào. Lùi hết anh em ạ. Lùi hết, lùi hết, lùi hết. Lên được con nào 3 sao lên thôi. Ừ từ 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 từ. Rơi thôi, từ từ đã. Đưa hết lên 2 sao đã anh em ạ. Con Agali và con Evil Clay tôi sẽ cố gắng đưa lên 3 sao anh em nhá. Rồi. Chuyện này không ra con Glacier à? Thực ra bây giờ tôi đã mạnh lắm rồi đấy. Tôi chỉ gọi là thêm cái tốc đánh vào thì nó đánh nhanh hơn thôi, nhưng mà thực ra là cái con này đam nó quá to thôi để mà cần thêm cái tốc đánh rồi. Thậm chí là đánh bây giờ nó phản lại ấy. Nó có những cái cú gọi là counter attack ấy. Của cái con Avenger Clay này. Nó counter attack là nếu mà đánh nhiều vào thì nó cũng sẽ đánh ngược lại ấy. Nó sẽ đấm lại ngược lại luôn. Không cần thiết là nó phải có tốc đánh luôn. Ui bom này, hay quá. Rồi thay con Tinker ra. Con Tinker là đánh xa thay ra thôi. Tối ưu hóa cái găng tay Kira bằng việc là cho càng nhiều đánh gần vào càng tốt anh em ạ. Ui đây rồi, lùi luôn cả lục 3 sao. Thảm quá nhỉ. Thoải mái mà roll thôi. Và bây giờ ấy, thực ra là tôi mới chỉ có là 4 con Avenger Clay nhá. Avenger Clay có 4 con nhưng mà nó ra rất đúng lúc anh em ạ. 3 con từ đầu game và nó lên được 2 sao, nó gánh tôi từ đầu game đến giờ luôn. Vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cái con này nó gánh tôi từ đầu game đến bây giờ. Căng thật sự. Thôi bây giờ cái tầm này thì làm sao thằng Clay này nó có thể đánh xuyên được tôi đây. Không thể nào mà đánh xuyên giáp được cái bọn Clay này nữa rồi. Cứng quá rồi. Vừa có giáp của Goblin, vừa có giáp của Clay. Anh em nhìn cái con Skybreaker 1 sao. Skybreaker 1 sao không thể chết nhá anh em nhá. 1 sao rồi đấy, 1 sao rồi đấy. Nhưng mà không thể đánh chết được nó luôn. Giáp của nó quá to. Tôi nghĩ là nó phải cả 100 giáp chứ không ít đâu. Đây rồi. Ui, đắt 2 à? Ui, vớ vẩn đắt 2, chơi luôn đắt đi. Đắt 2 lại chơi đắt 2 lại ngon hơn này. Nhờ. Đắt chứ. Đắt Spirit chứ. Đánh với cả Goblin chơi đắt ngon hơn. Cần quá hay cái tốc đánh anh em. Tí nữa cái con Avenger Clay của tôi nó có cái thằng địch ấy. Nó có con Calong.
Đấy, mà con cá lông nó bắn vào con Avenger Clan này là nó counter attack và đánh nhanh luôn, không cần đánh nó lẩy lại luôn. Gậy ông đập lưng ông. Đấy, đánh căng. Chiều quá anh em ạ. Bây giờ là 6 Clan kết hợp với 6 Goblin chiến với cả Goblin mắc binh. Đấy, để xem là bọn nào nó khỏe hơn. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ vô địch rồi. Rồi mạnh lắm rồi. Rồi, lấy đồ đã. Lấy cái gì đấy nhở? Gậy như ý hay là ba tia? Ba tia đi. Thực ra là có quá nhiều thứ để chống hồi máu rồi anh em ạ. Lấy cái ba tia. Tôi là có hai cái gậy gai là quá đủ rồi. Gậy gai nó cũng đóng vai trò là giảm hồi máu à. Ngoài ra tôi còn có cả gậy tá ác nữa anh em ạ. Nên là nó thừa rồi. Tôi có hai gậy tá ác. Đấy, nó thừa. Cần thì tôi ghép thêm cái gậy gai ở đây vẫn còn nhá. Không cần thiết phải gậy như ý. Sang đây, bắt con Ngộ Không. Thằng này là dồn đồ cho Ngộ Không anh em ạ. Cá lông đứng trước mặt Ngộ Không, tí nữa gõ cái kiểu gì. Ồ. Ây da, ây da, ây da. Đánh nhanh đấy, đánh nhanh đấy. Ui. Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Rồi, quay đầu rồi bạn ơi, quay đầu rồi. À mà có cái gì đâu mà không ổn nhỉ? Nó đánh cái kiểu gì được? Con Ngộ Không này cũng chỉ là gây đam vật lý thôi mà. Giáp to lắm anh em ơi, giáp to lắm. Ngộ Không 2 sao thì cũng thế, 3 sao luôn, chấp cả 3 sao luôn. Nhưng mà không có cơ hội rồi, bây giờ tầm này chỉ rôn chay ra Ngộ Không 3 thôi bạn ơi. Làm gì còn cái cơ hội chiến thắng nữa đâu, mấy cái thằng yếu đi hết rồi. Đây rồi, bom 2 xong rồi anh em ơi. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Trận đấu sắp đến kết thúc rồi chưa nhỉ? Có máy bay rồi kìa, đủ bộ Goblin rồi. Thằng này nó cũng lại một thằng khá đen. Late game mới ra được cái con máy bay. Đấy, ui, late game mới ra được con máy bay 2 luôn. Sẽ sao không xả tiền từ vừa nãy đi để kiếm con máy bay 2 đi nhỉ, giữ tiền. Chắc là cũng nghĩ là sẽ thắng đấy. Đấy. Nhưng mà nãy giờ vẫn phải kích hoạt bằng Wizard thì là trông là vẫn khéo rồi. Và cái tầm này kể cả ra là Ngộ Không 2 sao hay là máy bay các thứ thì tầm này đâu có lấy được cái tinh hoa đâu. Phải thắng mới ra được tinh hoa mà. Mà tầm này thắng làm sao? Ui thắng được không? Ê. Alo alo. Ui đừng 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 đừng. Ngộ Không vụt trí đấy. Nhưng mà ui giời không ăn thua. Xích thổ của tôi vẫn đang quẩy thì sống cái kiểu gì được, làm sao mà ăn được đây. Ôi xích thố này. Ôi đừng chết nhá. Đừng chết. Đừng đúng một cái bãi của con đạt. Chán ấy. Thắng mà không có đam. Nhưng mà nó mạnh lắm rồi anh em ạ. Tầm này mạnh lắm rồi. Ôi, nói chung là tầm này đối thủ chỉ có đánh chờ chết thôi, chờ thua thôi. Ăn đến kiểu gì. Trong lúc đấy tôi sẽ nuôi thêm mấy con này lên 3 sao. Cà lông 3 sao luôn. Chay luôn. Thi với cả cái thằng Goblin. Goblin Mech. Không có cà lông 3 sao mà này tôi lại có cơ. Thế nó mới càng khỏe quá nhở. Giờ kiếm thêm con đát 2 nữa cho vào. Nói chung là mắc bình luôn. Thế thôi nhá. Nhìn cái độ trâu nó là cũng là trâu thật. 6 cờ lai kẹp với cả 6 Goblin. Trâu thì trâu thật nhưng mà cái con Ngộ Không này nó vẫn đập chết được. Thì chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là con Ngộ Không này nó cũng khỏe đấy. Anh em ạ, khỏe đấy. Đấy, Ngộ Không vừa lấy là nó vẫn đập chết được kha khá đấy, không ít đâu. Ui cũng căng đấy, Ngộ Không vụt đau phết nhờ. Ui ôi. Ui ôi, chết rồi, đứng đây nó đập chết hết rồi. À không 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 không. Chết hết thì vẫn còn một con sống. Ờ và đấy nó chính là con xích thố của tôi. Đập chết hết thì vẫn còn xích thố solo hết anh em ơi. Ui rồi ôi, 1166 đam. Giáp thì không có dấu hiệu dừng lại, không thể cản. Solo thì lại không ăn. Ờ Ngộ Không nó chỉ đánh, nó gọi là đam diện rộng, clear nhanh thôi. Nhưng mà đến lúc solo thì đánh kiểu gì? Solo không đánh được. Thằng này nó vẫn chơi, nó kiểu nó muốn là, nó nghĩ là có thể là ăn được công nghệ mech. Phải không? Phải không? 6 Goblin, 6 mech để làm gì? Để kiếm công nghệ mech để ăn tôi gì? Bom mà chưa lên được 2. Đấy, nó hơn là ở cái là có con Dark Spirit này này. Nó có cái RO. Đấy, cái con Dark Spirit này mà nó đặt đúng cái vị trí ấy, thì nó cũng khá là căng đấy. Bởi vì cái RO ấy nó sẽ hạ cái lượng máu xuống là nó là rất nhanh, tụt máu nhanh lắm. Anh em tính là 8% cho một cái vòng.
đặt hai cái vòng vào thì nó sẽ là 16% trong vòng 1 giây. Đấy, 16% 1 giây và nó tồn tại trong vòng là 8 giây. Thì là trong vòng 8 giây nếu mà đặt đúng vị trí là sẽ có một con chết. Đấy, sẽ có một con tướng của tôi chết đấy. Đấy, nếu mà cái tốc độ hồi máu của nó ít hơn, tốc độ giảm máu của nó sẽ rất nhanh. Đấy, nhưng mà nếu mà đặt sai một cái thì là ăn cướp. Ui giời, không ăn thua, 15 máu vẫn sống được một round nữa. Khỏe quá nhở. Rồi, ui rồi, round 35 ạ. Lại phải ngồi đợi đến round 36 nó mới chết. Thôi rồi, đưa lốt con cá lông lên 3 sao anh em nhá. Lên được không, lên được không? Con nào lên cũng được, lên đi, lên 3 sao đi, giải tán cái hàng chờ nào. Velom lên 3 thì sao nhở? Ui rồi, không ra rồi. Chán đời. Dark Spirit cũng không lên được 2. Hơi đen. Còn tận là hai con Agali nữa đúng không? À, Avenger Glide nữa. Liệu có đưa được con chiến thần này lên 3 sao không? 500 dam. Chưa có Kira, 500 dam, có Kira là 1000 dam. Thực ra cái con này thì nó vẫn chưa phải là cái con ngựa mà tôi biết mà nó mạnh nhất đâu. Con ngựa mà tôi biết mà nó mạnh nhất là nó lên tới 2000 dam cơ. Lên tới 2000 dam cơ anh em ạ. Ui còn một con nữa thôi, một con nữa thôi. Một con nữa thôi, một con nữa thôi, một con nữa thôi. Last Split lên được 2, hết tiền rồi. Ui giới, không ra. Liệu rằng nó có thể sống ở lốt round này không nhỉ? Làm sao mà nó có thể sống ở lốt round này đây? Thôi được rồi, bán lốt roll vậy. Một con nữa thôi, một con nữa thôi, một con nữa thôi. Ui giới, không ra rồi anh em ạ, chịu rồi. Thôi, kết thúc trận đấu ấy. Làm gì có cái cửa ăn nữa anh em ơi. Ok. Ui, Dark Spirit đặt ngu rồi kìa. Dark Spirit đối thủ đặt quá ngu luôn ở đâu này luôn. Hai cái bãi ở dính đúng một con. Dính được cái con Sao Breaker thôi. Nhưng mà con không này có vẻ nó đang đập được hết tất cả đội hình của tôi. Ui, thôi chết rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Không, 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 không. Bây giờ nó là một mình con ngộ không solo này. Ồ. Ca lông còn sống đi, cái cửa gì con ngộ không này ăn được. Thế là hết. Xong rồi bạn ơi, Dark Spirit của nó tín phết đấy. Nhưng mà ui giời, anh em nhìn này, giáp là 60 luôn. 60 giáp. Mà nếu mà không có giáp Clive thì nó là 30 giáp. Quá khỏe anh em ạ. Kể cả không bật giáp Clive thì vẫn còn khiên của Goblin. Đấy, trận đấu này là tôi đã coi như là form được đúng cái đội hình 6 Clive kết hợp với 6 Goblin anh em nhá. Vậy là tôi đã trả được hết lợi cho anh em. Không biết là nó đã làm anh em thỏa mãn chưa nhở. Nếu mà anh em chưa thỏa mãn thì anh em ấn like vào cho tôi nhá. Còn nếu anh em thỏa mãn rồi thì anh em có thể comment ở phía dưới phần comment trong video. Anh em chưa đăng ký kênh có thể đăng ký kênh để xem thêm các clip hay ho khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái, Kỵ sĩ bất tử anh em nhá. Trong cái clip đấy thì tôi cũng không chơi 6 Goblin 6 Clive như trận này đâu. Nhưng có một cái con kỵ sĩ bất tử nó lên được 3 sao và một mình nó solo với tất cả luôn anh em ạ. Solo với 10 con luôn. Đấy, và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, lại là kỵ sĩ bất tử nhưng mà nó là phần 2, một cái con khác, không phải là con Avenger Clive nhưng nó cũng là kỵ sĩ bất tử anh em nhá. Hay lắm, anh em tin tôi anh em xem đi nhá. Và cuối cùng, nếu mà anh em yêu quý Tuấn Cơm, anh em có thể đăng ký hội viên để hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.